nó công việc ổn định, mỗi ngày 8 tiếng là được rồi. Ở gần nhà là được rồi, không cần đi xa quá. Lấy chồng sớm là được rồi, không cần phải học nhiều quá. Du lịch nghỉ ngơi là được rồi, không cần mạo hiểm quá. Mọi thứ trong cuộc sống luôn có một chữ được. Đúng là như thế, nhưng có những người trẻ không chấp nhận chữ được ấy, không bằng lòng với sự dễ dàng và chắc chắn là không thỏa hiệp với sự sợ hãi. Họ bước ra khỏi vùng an toàn, tự thách thức chính bản thân mình, dấn thân để trải nghiệm nhiều hơn, thất bại nhiều hơn, để trưởng thành hơn, để sống trọn vẹn và cống hiến nhiều hơn. Những cuộc hành trình vượt qua giới hạn bản thân là những câu chuyện đầy cảm hứng mà trong những phút tới đây, Chuyển động 24 giờ muốn chia sẻ cùng với quý vị trong ngày đầu tiên của năm mới 2018. Với họ, nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm được cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm được lý do. Đúng là ở Bắc Cực có khác quý vị ạ. Tuyết thì đang rơi rất là dày và rất là mau, rất là lạnh quý vị ạ. Và chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả đang thắc mắc là tại sao tôi lại phải đến tận Bắc Cực xa xôi như vậy. Nhưng mà quý vị có để ý thấy là lá cờ Việt Nam cắm ở đằng xa xa kia không ạ? Thưa quý vị, có một chàng trai trẻ đã vượt qua hàng trăm km cung đường hiểm trở của Bắc Cực để trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực và tự hào cắm lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam trên nền tuyết trắng. Chàng trai đó là ai? Xin mời quý vị hãy cùng đến với hành trình đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Những giai điệu mạnh mẽ, phóng khoáng của Bon Jovi có lẽ là khúc nhạc đúng điệu nhất để mô tả quan niệm sống của Hoàng Lê Giang. Giữa năm 2017, Hoàng Lê Giang được cộng đồng mạng chú ý với thành tích người Việt Nam đầu tiên chinh phục hành trình 300 km xuyên Bắc Cực cực kỳ khắc nghiệt. Thử thách này càng hun đúc ý chí của chàng trai sinh năm 1988. Anh đã vượt qua cuộc thi sức bền Ironman, đã 8 lần chinh phục Himalaya, đã leo đến đỉnh ngọn núi cao nhất châu Âu. Không dừng lại ở đó, mục tiêu lớn của Giang là trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục 7 ngọn núi cao nhất tại 7 lục địa trên trái đất. Đi khắp thế giới để thấy mình thật nhỏ bé. Leo những ngọn núi cao nhất thế giới để thử thách nghị lực của bản thân. Giang là một trong những phượt thủ truyền cảm hứng nhất trong giới trẻ hiện tại. Nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm được cách. Nếu không muốn, thì bạn sẽ tìm lý do. Biết Giang ưa mạo hiểm và mê độ cao, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một thử thách hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố. Sau khi được huấn luyện viên phổ biến các quy định an toàn thiết yếu, thì các công đoạn chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất. Hoàng Lê Giang, người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực và đang mê những cung đường mạo hiểm. Nhưng hôm nay đến với Chuyển động 24 giờ, thì những bước chân khám phá của anh sẽ không chỉ bám sát ở dưới đất nữa, mà sẽ lơ lửng ở giữa tầng trời. Gió lớn, nhiệt độ chỉ vào khoảng 7 độ C, rét buốt. Nhưng lại là thời điểm rất phù hợp để trải nghiệm dù lượn. Cơn gió ngay lập tức bốc cánh dù lên không trung. Không thể diễn tả cảm xúc tuyệt vời khi đôi chân mình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Anh Giang ơi, em cảm thấy thế nào về trải nghiệm bay dù lượn này ạ? Bây giờ đầu tiên em được thưởng thức cái môn bay dù lượn này. Cảm giác rất là khác so với cái việc đi leo núi. Và nhất là khi cái dù bay lên cao và nó xoay thì em thấy nó rất là phiêu mộng so với những cái nơi mà anh từng đi thì chỗ này nó cũng là lắm. Giang tỏ ra rất bình tĩnh và thoải mái với thách thức của chương trình, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của bất cứ ai lần đầu tiên bay dù lượn. Vâng, thưa các bạn, tôi đang ở trên độ cao khoảng 800m so với mặt nước biển. Có thể Hoàng Lê Giang, Iron Man thì không thấy cảm thấy sợ sệt gì với cả cái trải nghiệm này. Nhưng với tôi thì thật sự là ở trên gió rất rét. Và đây đúng là một môn thể thao cực kỳ mạo hiểm đối với tôi. Giang đã mong muốn bay dù lượn từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội. Anh kể rằng ước mơ của mình là leo lên đỉnh cao nhất thế giới, thả mình theo gió, lướt cánh dù bay xuống mặt đất. Những câu chuyện trên trời quả thực rất thú vị, nhưng với cái giá rét miền Bắc thì có lẽ chúng ta nên hạ cánh thôi. Làm thế nào để anh vượt qua những cái ngăn cản của gia đình? Ban đầu khi mà mình đi những hành trình như vậy thì rất là khó nhận được sự ủng hộ. Tôi luôn suy nghĩ là mình thật sự muốn cái gì trong cuộc sống của mình luôn luôn khao khát để khi mà mình về già hoặc là đến khi mà mình chuẩn bị ra đi thì mình không phải hối tiếc về cái thời gian mình đã có.
Mặc dù luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ năng động, nhưng ít người biết rằng bẩm sinh sức khỏe của Giang không tốt. Cho nên bác sĩ có nói là nó lớn lên nó sẽ không có được khỏe như mọi người. Đó là nhận xét của bác sĩ khi thăm khám cho cậu bé Hoàng Lê Giang. Anh là trẻ sinh non. Không chỉ vậy, vài tháng sau khi sinh, gia đình đón nhận thêm thông tin không khả quan là Giang còn gặp thêm vấn đề về tim mạch. Đến tuổi mẫu giáo thì bị hen suyễn, nhiều tuần đi viện đến vài ba lần. Bà Lan không thể nào quên những đêm dài trông con trong bệnh viện Nhi Đồng 2. Thương nhất là những lúc nó bị bệnh, rồi phải vô bệnh viện, rồi mình phải ở ngoài phòng chờ để mình chờ, mình cứ sốt ruột. Khoảng 10 năm nữa thì sẽ không thể tham gia được các hoạt động mạo hiểm, điều kiện cơ thể không cho phép. Lúc mà đón nhận thông tin đấy thì anh nghĩ sao? Trong cuộc sống thì những cái bất chắc nó luôn luôn xảy ra. Cái việc mà mình biết mình còn có 10 năm càng thôi thúc mình trân trọng những cái tháng ngày hiện giờ mình có. Tôi luôn suy nghĩ là mình thật sự muốn cái gì trong cuộc sống của mình, mình nên dành thời gian để hoàn thành những điều mà mình luôn luôn khao khát, để khi mình về già hoặc là đến khi mà mình chuẩn bị ra đi thì mình không phải hối tiếc về cái thời gian mình đã có. Người trẻ thì cần phải chăm chỉ đi làm, tiết kiệm tiền, mua nhà, mua xe cho cuộc sống ổn định. Anh nghĩ sao về quan điểm? Mỗi người đều có một cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Đối với tôi thì tôi thích phiêu lưu, nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm những vì sao, những thành phố lạ. Tôi chỉ cần một nơi có thể, một phương tiện đi lại để có thể làm việc, và một ngôi nhà để mình có thể trú mưa trú nắng và cùng có thời gian với gia đình là tôi đã mãn nguyện rồi. Anh đặt mục tiêu là sẽ chinh phục 7 ngọn núi cao nhất ở 7 lục địa. Vì sao mà anh lại đặt mục tiêu như vậy ạ? Chưa có một người Việt nào hoàn thành một cái thử thách đó. Nếu mà có thể hoàn thành thì giống như là mình gửi đến một cái thông điệp cho cộng đồng thể thao quốc tế hoặc là những người leo núi là người Việt Nam chúng tôi khi có sự chuẩn bị và có cái kỹ năng đầy đủ thì chúng tôi đều có thể hoàn thành được những cái thử thách khó khăn trên thế giới. Mục tiêu tiếp theo là mình sẽ đi đến cái ngọn núi cao nhất châu Phi là Kilimanjaro, đo độ cao 5.862m. Lý do mình chọn là tại vì châu Phi cũng là một cái lục địa rất là hấp dẫn và cũng đầy tính phiêu lưu. Theo dõi cái hành trình của anh, nhiều người trẻ rất là hâm mộ, nhưng cũng nhiều bạn vì nhiều lý do mà không thể nào thực hiện được cái đam mê đi khám phá của mình giống như anh. Vậy thì theo anh, phẩm chất nào là quan trọng nhất và làm sao để họ bước ra được vòng an toàn của mình? Mỗi người đều có thể chọn nhưng một cái đam mê, quan trọng là khi mình thật sự có đam mê thì mình phải dành cái thứ tự ưu tiên và phải kiên nhẫn để thực hiện cái nó. Những người trẻ để bước ra vòng an toàn thì mình nghĩ là trẻ thì cần phải trải nghiệm nhiều, và cái cách để trải nghiệm nhiều là phải thất bại nhiều, nên các bạn cứ đừng có ngại mà cứ hãy dấn thân, hãy trải nghiệm nhiều, hãy thất bại nhiều, rồi các bạn sẽ từ từ trưởng thành hơn. Dự định khám phá châu Phi của anh thực sự rất thú vị, và chuyến 24 giờ cũng là món quà, và chính là chiếc camera hành trình này để ghi lại những phim sống động về châu Phi hoang dã và nhớ gửi về chúng tôi. Cảm ơn chương trình 24 giờ, thì mình sẽ ráng cố gắng để có những hình ảnh, những thước phim đẹp nhất để cho các bạn xem đài. Chúc anh may mắn. It's my Hẳn là nhiều quý vị khán giả đã nhận ra địa điểm nơi tôi đang đứng lúc này đúng không ạ? Đó là chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất ở Việt Nam, sở hữu tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á. Chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á. Và nếu như có dịp đến đây du lịch đầu xuân năm mới, quý vị đừng ngạc nhiên nếu bắt gặp một cô bé hướng dẫn viên nhỏ xíu, năm nay mới chỉ tròn 10 tuổi, đang thuyết trình cho du khách đến tham quan. Cô bé đã được nhiều người biết đến sau một chương trình truyền hình. Còn ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến một người thầm lặng đằng sau hành trình trưởng thành của cô bé ấy. Bái Đính Pagoda has many beautiful temples and places, so you could visit. Những tràng pháo tay tán dương, những ánh mắt ngỡ ngàng, càng ngạc nhiên hơn khi người hướng dẫn em học ngôn ngữ mới này lại là mẹ em, người nông dân chỉ biết đến ruộng đồng, còn tiếng Anh chưa từng tiếp xúc. Now I would like to introduce about my bedroom. My bedroom is 4 square meters and my house is kind of small, but outside is a big world, and my mom wants to make me to go to that world. And this is my mom. Her name is Lê Thu Hương.
Mình không được học này, rồi không có tiếng Anh này, rồi công ăn việc làm thì không có, cho nên là rất là thiệt thòi. Vậy cho nên là tôi nghĩ con là thành thạo tiếng Anh để sau này cho con được bay cao, bay xa rồi đi ra ngoài tốt hơn mẹ, nhiều hơn mẹ. Chứ còn ở trong một cái góc nhà nhỏ như này thì chả làm được cái gì cả. Tin rằng tiếng Anh chính là khởi đầu cho hành trình đi xa của con gái, chị Hương đã bền bỉ tìm đường. Không trường lớp, không có điều kiện kinh tế, gần 40 tuổi, chị Hương cũng bập bẹ tự học tiếng Anh để mong được đồng hành cùng con. Thì rất là vất vả bởi vì hai mẹ con đều không biết tiếng Anh, cũng không có người nào hướng dẫn cả. Thì mình toàn đi tìm tài liệu hoặc là tìm những cái cách học ở trên mạng thôi. Rồi về thì thấy mọi người nói rằng là con cần phải sống được ở môi trường tiếng Anh thì mình cũng nghĩ là rất là đúng. Thế thì tạo ra cái tiếng Anh tại nhà cho con bằng cách là bật loa hàng ngày để cho con nghe. Những cái lúc con rỗi, mọi thời gian hở thì Mai đều được nghe tiếng Anh. Lớp học của Mai bây giờ không dừng lại ở 4m2 giường kề bếp nữa mà trải rộng khắp các khu du lịch ở Ninh Bình. Lúc mà mẹ cháu nghĩ ra cái cách này thì lúc ngày nào cháu cũng đi thì cháu tiến bộ lên rất là nhiều. Ngày trước thì cháu không nghĩ là cháu có thể làm được như vậy, nhưng mà đến bây giờ thì mình biết mình mới làm được. Mai không nhớ được mình đã đón bao nhiêu vị khách nước ngoài và đi bộ bao nhiêu km suốt các danh thắng của quê hương. Hành trình nào cũng tràn đầy hứng khởi khi chủ nhà và khách cùng chia sẻ những hiểu biết văn hóa của xứ sở mình. I feel very good about today. It was a bit scary coming in, but then when we saw you at the gate, you made it a lot easier for us. I love seeing all the pagodas, especially this one, the big Buddha statue. And I really like the turtle story about the 52 turtles. Xuân mới này, hai mẹ con chị Hương đang ấp ủ những hành trình riêng để đón tiếp khách du lịch đến với Ninh Bình. Mai sẽ có một bài thuyết minh thật hay về Tết Việt khi được tham gia gói bánh chưng cùng cả gia đình. Cắt lá chẻ lạt, mẹ đều tận tình bảo ban, giống như cách mẹ dắt tay em trải nghiệm cuộc sống rộng lớn này bắt đầu từ việc học. Một chút cho nhỏ đến chính con của mình thì sẽ làm cho cái xã hội này nó sẽ phát triển lên. Ví dụ như là một người giỏi thì gia đình giỏi thì đến xã hội giỏi thì đến quốc gia giỏi. Đây là hình ảnh của Việt Nam rất đẹp qua con mắt của người nước ngoài khi tiếp xúc với một hướng dẫn viên du lịch đáng yêu như thế này. Không ai biết là con đang làm một cái công việc rất là có giá trị. Dạ có ạ. Vì cháu giới thiệu vậy thì càng nhiều khách du lịch đến đất nước mình hơn và sẽ làm cho đất nước mình tươi đẹp và giàu hơn và nổi tiếng hơn ạ. Hành trình chinh phục ngôn ngữ mới này của mẹ con Mai trao truyền cho hàng triệu những ông bố bà mẹ chưa từng học ngoại ngữ một tâm thế vững tin, dắt tay con bước đi cùng toàn cầu. Tạm biệt mẹ con bé Mai trong hành trình khám phá nhân vật tiếp theo của Chuyển động 24 giờ. Có thể nói, hạnh phúc rất may mắn khi được trở thành nhân vật trải nghiệm đến với vùng đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng gió để lắng nghe câu chuyện kể của một cô gái đẹp. Một cô gái có một giấc mơ riêng cho mỗi thiếu nữ ED. Nó thích lấy chồng. Ủa, ở đây đâu phải mình em lấy chồng sớm đó chị. Em học xong lớp 12 thì mẹ cũng nói em là kết hôn. Em cứ bảo là không, con không thích. Dám nói không, dám vượt lên định kiến bằng nghị lực và bản lĩnh. Hohenie bước lên đỉnh vinh quang. Đó là 4-2-4 Hohenie. Và khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận cho buôn làng. Em muốn là tất cả các cô gái ID sẽ có những cái định hướng trong tương lai, sẽ có ước mơ và thay đổi ước mơ của mình. Bên bếp lửa trong ngôi nhà dài của đồng bào dân tộc ED thì ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với Hoa hậu Hohenie. Xin chào Hen. Làm thế nào để Hen có thể vượt qua những định kiến, những phong tục tập quán đã có từ rất lâu đời của đồng bào dân tộc ED mình? Tới khi lúc mà em học xong lớp 12 thì mẹ cũng nói em là kết hôn. Thì lúc đấy cũng có một người thích em ý. Em bảo là không, em muốn vào Sài Gòn học. Không, cứ mẹ nói cái gì mà em không thích, em cứ bảo là không, con không thích.
là lúc đấy là mẹ giận lắm, chứ không phải là bình thường đâu. Mẹ giận thì em kiểu như tránh thôi. Em có dì và cô của em là người mà hay ở cùng em, mà em chia sẻ nhiều nhất. Để thuyết phục mẹ thì em nhờ dì em này, cô em này, hay là chị dâu của em thuyết phục, thì mẹ sẽ nghe hơn so với nếu một mình em nói. Nhất quyết không lấy chồng sớm. Nghe thì đơn giản, nhưng điều bình thường này lại là bất thường tại buôn làng, nơi mà Hờ Hen sinh ra và lớn lên. Ở đây, đâu cũng bắt gặp cái cảnh những cô gái ED mới đôi mươi đã một nách hai con. Nó đây học lớp 8 mà nghĩ rồi. Không cho, nhưng mà nó lái, nói không nghe được. Cũng hối hận, nhưng mà giờ cũng không biết hối hận nữa. Vì em cũng lấy chồng rồi. Thế nhưng với quyết tâm và lòng kiên trì, Hờ Hen đã tạo nên sự khác biệt trong sự thán phục của tất cả mọi người. Em là một người nhút nhát, còn chị Hen thì chị ấy là một người mạnh mẽ, can dạ. Nghỉ hè thì tụi em về nhà thì chị Hen lại cũng tiếp tục ở lại ở trọ, mặc dù là ở trọ một mình. Không thể bỏ qua tất cả những cái gì mà nhỏ nhặt nhất, ví dụ như những bài toán khó hay là những cái việc được giao. Trong cái học bạ của năm đó thì Hờ Hen là xếp vị trí thứ 3 trong lớp. Chúng tôi rất là tự hào về Hờ Hen. Vượt qua những khó khăn của gia đình rồi thì xuống thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp chắc hẳn cũng có nhiều khó khăn nữa. Có những khó khăn ví dụ như là em bị móc túi này, mất hết tất cả giấy tờ. Khi mà khó khăn ấy, em không bao giờ mà em tâm sự hay là chia sẻ với mẹ em, mà tự mình giải phóng. Có những cách giải phóng ví dụ như em hay lên cái sân thượng cầu nguyện hết tất cả những cái vấn đề của em. Có thể là em sẽ khóc ngay lúc đấy, tại vì em tin rằng Chúa đang lắng nghe mình. Xong là hết, mọi chuyện nó đã qua. Và có những lúc đấy á, là những lúc mà em khát khao muốn làm nhiều điều kiểu lạ trong cái cuộc sống. Và điều lạ nhất cũng là điều mà Hờ Hen chưa bao giờ nghĩ tới, đó là trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Em nói rằng là em sẽ trích 70% cho các em để các em có điều kiện để có thể học tập thật tốt. Em đã làm được điều đấy. Và trong thời gian tới thì em muốn chia sẻ hơn với tất cả các em, sẽ có những buổi huấn luyện chẳng hạn, gặp gỡ. Và em nghĩ rằng những cái buổi như vậy sẽ giúp cho các em nhìn nhận một cách thực tế nhất và nhìn thấy được em. Sau khi Hoa hậu Hờ Hen Nghê trở về, liệu đã có những thay đổi nào trên buôn làng? Để có được câu trả lời, tôi đã tìm đến buôn Súp Mờ Đưng. Em dự định để lấy chồng 29 tuổi, kiếm những làm với bố mẹ, còn đi học hành nữa. Phải tìm được công ăn việc làm ổn định, rồi sau đó khi mà tự lo được cho bản thân rồi thì sẽ lập gia đình. Đó là cái suy nghĩ và cũng là cái sự thay đổi của dân tộc em. Và cũng thật tình cờ, tôi gặp được Hơ Jin. Ngay từ nhỏ, Hơ Jin đã mơ ước trở thành người mẫu. Ước mơ càng cháy bỏng kể từ khi người chị Hờ Hen trong buôn trở thành hoa hậu. Em muốn trở thành một người mẫu để giống như chị Hờ Hen, để cho có tương lai cho mình, với là giúp đỡ những người dân khó khăn, giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi. Để đạt được ước mơ, ngoài luyện tập thể thao, Hơ Jin cũng luôn cố gắng học tập thật tốt. Thật là vui khi mà những người dân ở đây, đặc biệt là những bạn trẻ giống như là Hờ Jin, đã có những thay đổi trong suy nghĩ của mình, đặc biệt là những định hướng về tương lai, về nghề nghiệp. Vào những ngày Tết như thế này thì hoa cà phê cũng đã nở trắng rồi. Và cũng nhân dịp năm mới thì chúc cho những ước mơ, những dự định của Hờ Jin sẽ sớm trở thành hiện thực nhé. Dạ, em cảm ơn anh Phúc. Và hãy đã mang một cái khẩu hiệu lúc mà về quê của mình bằng tiếng ED là Ơi Chi Trang, Hen Vi Ngạ Le. Tức là Hen đã làm được thì tất cả mọi người cũng có thể làm được. Nếu bạn đang bơi mà gặp cá mập, đó là một thảm họa. Thế nhưng có những cuộc gặp gỡ cá mập có thể giúp cho cuộc đời bạn bước sang một trang huy hoàng hơn.
Trời, nó một trên bờ. Chị muốn bơi cùng em không? Được, quá tốt, tôi quyết định đầu tư. Nổi bật là bóng hồng hiếm hoi trong hội đồng nhà đầu tư của Shark Tank, Thương vụ Bạc Tỷ. Chương trình truyền hình thực tế gọi vốn khởi nghiệp gây tiếng vang trên sóng VTV. Bà Thái Vân Linh hay còn gọi là Shark Linh, được nhận định là cá mập kén ăn nhất. Thì vì vậy chị không đầu tư. Sẽ không đầu tư. Kén ăn nhất nhưng một khi đã quyết thì đó lại là những khoản đầu tư kỷ lục. Chị sẽ đầu tư 23 tỷ. Khi mình nói về công ty khởi nghiệp, cái từ đầu tiên mà Linh nghĩ tới là đau, nhưng nó rất là đáng. Giống như là mình làm người mẹ vậy đó. Tức là đau, đáng và không bao giờ đánh đổi. Quý vị đang đến với hậu trường của Thương vụ Bạc Tỷ, Shark Tank Việt Nam, để lần đầu tiên bật mí về một cá mập được cộng đồng startup yêu quý, Shark Linh. Sinh ra ở Việt Nam, 2 tuổi theo gia đình sang Mỹ, chị Thái Vân Linh có một tuổi thơ nhiều biến động. Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Mỹ, cô gái trẻ được nhận một công việc với mức lương mơ ước ở một tập đoàn tài chính lớn. Tuy nhiên, 9 năm trước, chị bất ngờ từ bỏ công việc đang triển vọng, từ bỏ giấc mơ Mỹ để trở về Việt Nam khởi nghiệp. 30 tuổi thì mình cảm giác là wow, như 1/3 cuộc sống của mình đã trôi qua rồi. Cuộc sống bên Mỹ thì cũng tốt, nhưng mình muốn tìm hiểu cái gì mới. Đó là vì sao Linh muốn đi ra nước ngoài sống. Và chọn Việt Nam thì cái đó là chuyện tất nhiên, bởi vì mình là gốc Việt. Quyết định ra đi để trở về quê hương. Chị trở thành giám đốc vận hành và chiến lược của quỹ đầu tư Vina Capital tại Việt Nam. Công việc quản lý ở tập đoàn đa quốc gia dường như vẫn chưa dùng hết nguồn năng lượng dồi dào. Chị khởi sự một doanh nghiệp riêng với ý tưởng thay đổi cách thức phụ nữ chọn thời trang cho mình. Cái này chắc mình phải đem đến cho khách hàng. Chính vì đam mê và thấu hiểu khởi nghiệp nên khi trở thành nhà đầu tư cá mập trong chương trình truyền hình Thương vụ Bạc Tỷ, Thái Vân Linh càng khát khao săn lùng được những startup triển vọng để đồng hành cùng họ. Dạ, em cảm ơn chị. Ở khi làm việc với chị Linh thì nó không còn là mục tiêu mờ mịt nữa, nó là mục tiêu rõ ràng phải đạt được trong thời điểm nào. Chứ còn trước đây thì mình sẽ đi một cách hơi tùy ý. Mới bắt đầu làm việc là tôi nghĩ là có thể làm. Rồi cái đó là cái câu suy nghĩ đầu tiên trong đầu là mình có thể làm, mặc dù nó khó như thế nào và mặc dù mình không biết làm như thế nào. Một ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Quỹ thời gian eo hẹp vẫn được chắt chiu để chia sẻ với cộng đồng. Chị Thái Vân Linh là diễn giả đầy cảm hứng trên các diễn đàn cổ vũ cho phụ nữ và cộng đồng khởi nghiệp. Khi Linh tham gia những cái dự kiện đó, Linh thấy rằng đó là Linh. Đó là Linh khi Linh còn trẻ. Tại mình rất là mong muốn làm cái gì đó mà nó ảnh hưởng được thế giới. Và khi mà dòm ánh mắt của các bạn còn trẻ thì Linh rất là lạc quan về về nước Việt Nam và về con người mình. Rồi thì Linh rất thích là mình giúp họ, đưa họ một cái hướng đi. Rồi không nhất thiết là họ phải theo hướng đi của Linh, nhưng Linh muốn chia sẻ những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của Linh để họ không có lặp cái sai lầm của Linh. Nếu mình muốn thành công là mình phải hết sức. Và thường khi mà Linh nói cái câu này thì ai cũng hỏi lại, ai cũng nói lại là không được, tại vì cuộc đời mình phải có cân bằng. Linh nói là no, không có cân bằng, cuộc đời là mình cuộc đời. Vậy mình thích cái gì là mình phải làm cái đó. Mình phải làm cho tốt, mình làm cho hết sức. Đằng sau nụ cười rạng rỡ là một người phụ nữ thép, không ngừng thách thức chính bản thân mình, sẵn sàng đối mặt với những thách thức đau nhưng đáng. Cá mập Thái Vân Linh đang tiếp thêm một nguồn năng lượng quý giá cho cộng đồng khởi nghiệp. Võ Tuấn Bình, nhà sáng lập Amanos, công ty phát hành ứng dụng chuyên về âm nhạc có trụ sở tại Singapore. Anh đã có gần 10 năm theo đuổi đam mê, tạo ra các sản phẩm công nghệ giúp ai cũng có thể chơi được nhạc. Không phụ công chàng startup, Amanos đứng đầu bảng xếp hạng game âm nhạc ở Mỹ và 100 nước khác trên thế giới trên nền tảng Google Play. Top 15 nhà phát triển ứng dụng Android được yêu thích nhất tại Mỹ và dẫn đầu ở 92 quốc gia khác trên thế giới. Còn tại Đông Nam Á, đứng trên cả Grab về tổng số lượng khách hàng với hơn 80 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Sản phẩm Magic Ties 3 của Amanos lọt vào top 10 bảng xếp hạng các ứng dụng tốt nhất năm 2017 của gã khổng lồ Google. 29 Tết, Võ Tuấn Bình đáp máy bay từ công ty ở Singapore để về đón Tết cùng gia đình. Nhưng anh không quên mang theo một mớ công việc dở dang.
Amanos là công ty global, thị trường mục tiêu là toàn cầu chứ không chỉ là Việt Nam, cho nên là cạnh tranh rất là khốc liệt. Ví dụ cạnh tranh thường là những công ty hàng đầu trên thế giới, chỉ cần một khoảnh khắc mình mất tập trung là có thể tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên thì khoảnh khắc giao thừa nó rất là quan trọng đối với mình. Bây giờ mình chỉ muốn bay về nhà và chung vui với gia đình. Cuộc sống của tôi là một cuộc hành trình theo đuổi âm nhạc. Tôi không chỉ thích thưởng thức và sáng tác nhạc mà còn muốn mang âm nhạc tới mọi người bằng công nghệ. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào Võ Tuấn Bình. Tôi vừa thấy anh chơi đàn rất là hay. Đấy có phải cái chăng là cái lý do để khiến cho anh viết nên những cái ứng dụng âm nhạc rất thành công như ngày hôm nay đúng không ạ? Trông như vậy nhưng mà không đơn giản tí nào, bởi vì hồi bé mình phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể học nhạc. Thì bây giờ mình mong muốn viết ra những cái sản phẩm để bất kỳ ai cũng có thể chơi âm nhạc. Công nghệ và âm nhạc đều là những cái đam mê của mình. Có một câu nói vui như thế này: bạn hãy cứ theo đuổi đam mê của mình đi và nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Và để theo đuổi sự nghiệp viết ứng dụng phần mềm âm nhạc thì tôi biết rằng là phải mất cả núi tiền. Anh đã nuôi cái đam mê của mình bằng cách nào? Khởi nghiệp thì rất là nhiều khó khăn, cũng nhiều thời điểm nợ nần khá là nhiều. Những cái đối thủ cạnh tranh lớn trên thế giới, họ có một cái nguồn lực tài chính lớn, có một đội ngũ con người rất là nhiều cả về số lượng và chất lượng. Cái chi phí bản quyền âm nhạc cũng rất là lớn. Mình kết hợp một số cái chiến lược như là lấy ngắn nuôi dài và chọn ra được những cái chiến lược phù hợp, phát huy hết được cái thế mạnh của mình. Cho nên mình vẫn có thể thắng được những đối thủ lớn trên thế giới. Mỗi ngày trên thế giới thì có cả nghìn game ra đời. Làm game thì cũng rất là bạc. Nếu mà không thành công thì game đó có thể bị lãng quên ngay lập tức. Anh đã phải làm như thế nào để tồn tại được trong cái ngành game mà có sự cạnh tranh khốc liệt như thế này? Để mà mình có thể tồn tại và phát triển được thì mình phải có một cái điểm khác biệt rõ ràng. Chiến lược kinh doanh của bên mình đó là đứng trên vai những người khổng lồ, ví dụ như là Google. Mình sẽ kết hợp với cộng đồng developer ở Việt Nam và mình muốn kết hợp được cái sức mạnh của tất cả mọi người lại. Và chắc hẳn trên con đường đến với sự nghiệp viết ứng dụng âm nhạc cũng có không ít lần bị thất bại. Anh đã vượt qua con đường thất bại đó như thế nào? Thất bại khá là nhiều lần. Cho nên là để mà có thể tiếp tục thì mình cũng cần phải cân bằng về mặt tài chính. Ở một số thời điểm là mình làm quản lý trong công ty của Mỹ để có một cái khoản tài chính nhất định nuôi công ty. Và để nuôi dưỡng được cái đam mê của mình thì thực ra mình cũng đã từ chối rất là nhiều cái cơ hội rất là tốt làm việc ở nước ngoài. Ngay từ lúc tốt nghiệp mình đã quyết định một cái quyết định khá là liều lĩnh là về quê dạy đàn. Thì lúc đó là hầu như tất cả mọi người đều chơi mình rất là điên và hâm, bởi vì là một cái thằng tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Bách khoa Hà Nội lại về đi mở lớp dạy đàn. Nhưng thực ra mọi người không biết là buổi ngày mình dạy nhạc, những buổi tối mình đang nghiên cứu một cái công trình về một cái sản phẩm liên quan tới công nghệ âm nhạc mà mình đang muốn biến nó thành hiện thực. Vậy mục tiêu năm nay của anh sẽ là gì ạ? Anh có lời chia sẻ nào với cộng đồng khởi nghiệp hay không? Amanos có hai mục tiêu quan trọng trong năm 2018. Thứ nhất là có thể đứng trong top 5 những nhà phát hành toàn cầu sẽ về số lượng lượt tải trên hai nền tảng Google Play và Apple Store. Thứ hai là công ty có thể thu hút nhiều nhân tài ở những cái vị trí quan trọng như là Head of Marketing. Ở những vị trí quan trọng như vậy thì công ty không giới hạn chỉ đến từ Việt Nam và có thể đến từ nhiều nước phát triển trên thế giới như là Mỹ, Anh hay là Pháp. Mình chúc cho tất cả các bạn trẻ luôn giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê và không bao giờ bỏ cuộc. Everyone can music, bất kỳ ai cũng có thể chơi âm nhạc. Bây giờ mình sẽ chứng minh cái điều đó trong khi mình chơi trên chiếc đàn piano thật và cháu của mình sẽ chơi trên cái sản phẩm Magic Time của Amanos. Thưa quý vị, những nhân vật mà chúng ta vừa được gặp gỡ, tất cả họ đều đã và đang tự chọn một lối đi riêng, tự định một luật chơi riêng, tự tạo cho mình một chữ điệu riêng, một tiêu chuẩn riêng,
mỗi chúng ta ai cũng cần ít nhất một lần nhấc chân lên để đi ra khỏi vùng an toàn của mình, vượt qua các thách thức để thành công và sống trọn vẹn nhất. Ngày đầu năm xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn chân cứng đá mềm để viết nên những hành trình kỳ diệu trong cuốn sách của cuộc đời mình. Nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm được cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Con là thành thạo tiếng Anh để sau này cho con được bay cao, bay xa. Hay muốn nói rằng là Hen đã làm được thì tất cả mọi người cũng có thể làm được. Chúc các bạn trẻ luôn có những ước mơ hoài bão và giữ trong mình một tinh thần, máu lửa và đam mê. 2018 xin chúc các bạn trong cộng đồng khởi nghiệp là cũng là một năm thực hiện rất nhiều và rất thành công. Bởi vì mình chỉ có một cuộc sống thôi. Và các bạn biết, đang biết mình đang đam mê cái gì thì mình nên lên kế hoạch và lên cứ thực hiện nó đi.